Nhỏ dại, chưa biết lễ phép, cúi xin vương bà lượng thứ cho. Trời ơi, con gái tôi xinh đẹp quá. Thế con tên họ là gì? Dạ, con tên nôm là Trương Thị Lụa, tên chữ là Bạch Liên. Quê nhà con ở trấn Sơn Đông. Gặp phải khi giặc dữ xâm lăng, trên đường chạy loạn, mẹ cha con đã khuất. May có chú Mánh ra tay cứu giúp, đưa đến đây xin được nương nhờ. Không cửa không nhà, ôi một mình. Chốn này là tử quán vạn hoa, khắp kinh thành nước tiếng gần xa, chỉ chuyên nghề buôn hương bán phân. Thằng Mánh nó đã đem con đến đây để bán. Ta đã phải trả cho nó cả trăm lượng vàng mười. Tiền trao cháu múc xong đi rồi chứ từ ngày nay.
trăm lượng vàng chứ đâu phải ít. Có kêu van cũng vô ích mà thôi. Ta đã bỏ tiền ra, phải một vốn bốn lời. Không có thói lấy ơn làm lại. Dạ, con xin bà, con xin bà dốc lòng nghĩ lại. Con nguyện làm kẻ ở người hầu, nấu nướng vá may trong việc trước sau. Con xin suốt đời cung cung tận tụy. Nói hay nhỉ, ta buôn hoa cốt bán cho người bẻ nhỉ, cần đến ngươi hầu hạ làm gì. Bước chân vào đây chớ tính chuyện thoát ra, không biết nghe lời đừng trách ta là. Con ơi, chẳng cần đặt cho con tên khác, từ nay cứ gọi theo tên chữ là Bạch Liên, bông sen trắng giữa đầm. Không, không, thả dòng thác xuống suối vàng, còn hơn là một món hàng đồ chơi. Thả dòng thác xuống suối vàng, chịu tiếng nhục nhơ với đời. Bay! À! Đi đâu? Quyết! Cô em ơi! Mình cô em đổi lấy trăm lạng cũng là cao giá. Với đám con gái ở đây, cô em cũng được vênh váo mặt mày, chả mất chi mà được hưởng mùi đời. Không biết đường sướng, lại còn kêu với khóc, cứ ngang ngạnh chẳng theo khuôn phép. Thì gia pháp gia uy cũng ép buộc vào. Ép vào. Em ấy đã xình mồi thắm, em ấy má hề đào hề. Đã xình mồi thắm, em ấy má hề đào hề. Thất đi cờ là này, thất cờ lỡ vận thì à. Ý à, phải vào là vào, phải vào lầu xanh ấy vui vui đi cho tỏ. Bằng nghi thành là đây, bằng thành ngọc à, thiết thì à, ý à, cũng thành là thành, cũng thành là hoa. Dạ. Muốn chết hả con? Đâu dễ dàng như vậy. Bà Vương này có khi nào đổ của xuống sông? Nhẹ nhàng không muốn, lại muốn ăn đòn. Không phải ta không muốn tha cho lần đầu làm phúc, nhưng ở chốn lầu xanh, ở chốn lầu xanh càng cần phép tắc. Chưa biết sợ, chưa biết sợ thì chưa vào thước, vào khuôn. Khuôn phép nhà ta ép ngay vào, vào khuôn đi. Vào khuôn phép nhà ta mà bằng thành ngọc khiết nghề ấy cũng thành đồ chơi đấy con kia. Chứ bằng ơi thành mà ngọc khiết đi.
đổ rượu cho nó say mềm. Làng chơi mấy kẻ đang trông tiên đợi kia. À, uống đi cô em. Uống. Uống. Nhân uống rượu say lả người ra còn tiếp được ai? Trời ơi, tướng quân nó có bộ tới đây. Dạ, mời tướng quân an tòa. Thưa đại tướng quân, Bạch Liên đây là một bông hoa đẹp, nhưng sen trắng sao mà lại dám mọc thêm gai? Chú Tùy, chú Tòng đã sang báo trước rằng đại tướng quân hạ cố đến chơi, nên nhà em muốn ép nó phải vào khuôn phép để chúc mời đại tướng quân xem qua hương sắc, rồi mở hàng cho một vốn bốn lời. Tôi đã nghe thuộc hạ mách rồi, nên mới bảo Tùy Tòng đến trước, kẻo phí hoài hương trời sắc nước, lại để phàm phu tục tử nó khai hoang. Này mỹ nhân ơi, trách bóng nghỉ gương ngài ngoài ngoài sóng kia tình bây giờ trách nghỉ bóng. Mày có gì mà để cho ta gặp mang nghề yêu thương mà sẽ lại đi kết nên nghề thế này nhé. Dạ, ta muốn chuộc nàng về làm thiếp. Dám hỏi vương bà có chịu ưng không? Cho dù vàng đếm bạc đông, ta cũng chẳng tiếc gì thương yêu người đẹp. Dạ, bụng nhà em vốn hẹp, nên đẩy tiền vào, ắt sẽ nới thêm ra. Xin hãy để thư, còn phải dạy lễ nghi trước đã. Thôi được, ta cũng không cần vội vã. Vương bà hãy khuyên bảo nàng ưng thuận nghe chưa? Vâng. Bay. Dạ. Đưa em nó vào nhà trong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, dạy bảo nó cách tô son đánh phấn làm duyên. Dạ. Ê. Dạ. Chốn lầu hoa mỹ nhân tài sắc chẳng kém gì lục viện tam cung. Xin mời ngài làm nhất giả đế vương, cho bỏ lúc cát lầm minh lừa. Trong lúc chờ hoa sen hé nở, ta cũng muốn xem cúc lan nhài khoe sắc đưa hương. Các con! Dạ! Hầu hạ đại tướng quân chờ tình dân chan trướng nghe. Dạ. Bộ tiên trên ngọc diệu đoan, huyền quyến xanh mai ánh hồng hùng cùng đi. Ha 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 ha
thực là kỳ thú, vầng ô sắp ngả, gió thổi hiu hiu. Dập dìu nước chảy bên cầu, cỏ non xanh mướt, cỏ non xanh mướt một màu thầm xa. Diệu ai buông tiếng la đà, dẫu rằng cảnh thực, dẫu rằng cảnh thực vẫn ngỡ là cõi tiên. Chẳng may nước nhà gặp cơn biến loạn, giặc bão tàn lấn khỏi biên cương, gia quyến tôi chịu cảnh thê lương. Tiếc thay sức vóc thư sinh, tôi múa giáo cầm gươm mi mà không nổi. Hút hẳn giữ mình chờ vần hồi. Xếp bút nghiêng, xếp bút nghiêng tôi theo học binh thư. Thoái chí tăng y bồng, sao y cho, sao cho quả chí. Ai như hai bác vừa nói, gió khỉ thế mà cứ quanh co lắm lối, làm chúng ông hỏng việc, mất thì giờ, mất thì giờ. Đi mày đi. Cô gái ấy là ai mà bà sao bị săn đuổi? Phải chăng vừa thoát khỏi lầu xanh? Thương thay con gái nhà lành, xa cơ nỡ vận biến thành hàng.
trời cô chí liều thân. Kẻ hèn này giúp được gì chăng? Xin người hãy cứ để mặc tôi, cho tôi thoát khỏi đời ô nhục. Kiện cô nương, xin cô nương hãy bình tâm cho tôi bày tỏ đôi lời. Việc sống chết đâu phải chuyện chơi mà cô nương xem nhẹ vậy. Dẫu cõi đời này khổ đau đến mấy thì cũng coi như tiền định ở trời. Mưa đêm chút hết rồi nắng tỏ rạng ngày. Đừng lấy cái chết để mưu cầu thanh thản. Vóc hình này do cha mẹ mang nặng đẻ đau dày ơn giáo dưỡng. Cô nương làm vậy chẳng phải là phụ công cha mẹ hay sao? Lời người dạy thật cao sâu. Dẫu ngu dại tôi lẽ nào không hiểu. Nhưng bản tính nữ nhi hèn yêu không chịu nổi đắng cay nhục nhã với đời. Cô nương có nói éo le, xin kể rõ đầu đuôi. Nếu giúp được, kẻ hèn này xin hết lòng hết sức. Nhắc lại thêm bội phần đau xót, xa cảnh tôi gặp lúc tê lương, thân gái bơ vơ lạc lối cùng đường, lại bị kẻ xấu manh tâm lừa bắt, đẩy vào chốn lầu xanh nhơ nhung. May có người mách lối mà trốn được tới đây. Một cơn gió trúc.
Xin cô nương hãy nghe tôi nói đã. Bây giờ đã thoát được tới đây, nỗi đau xót mới rồi, ta cũng nên chôn chặt xuống đất. Không cửa, không nhà, không người thân thích, tôi biết sống làm gì, sống để vì ai? Sống vì chính mình, vì những ngày mai. Thân thiết trinh chẳng bằng lòng thanh khiết. Thưa thật với cô nương, tôi đây cũng cửa nhà tan nát, sức học trò đành nuốt hận bó tay. Cầm quân giặc một, lại tự giận mình hai. Nhưng tôi chẳng tìm đường thác đi cho rành, không múa giáo cầm gươm thì rèn luyện binh thư võ trận, mong có ngày giết giặc trả thù nhà. Mấy lời thô thiển thực bụng nói ra, xin cô nương bình tâm đừng nghĩ quẩn. Mà cô nương quá lời như vậy. Dám hỏi cô nương, cô nương tên họ là gì? Thiếp họ Trương, tên là Thị Lụa, nhà ở trấn Sơn Đông. Sơn Đông? Thì ra tôi với cô nương là chỗ đồng hương. Tôi họ Nguyễn, tên Quân, nhà ở gần cổng thành phía bắc. Bấy lâu nay tôi lặn lội tìm đường đầu quân đánh giặc, mượn tạm gánh dầu này làm kế sinh nhai. Phúc phận vẫn còn nên mới gặp được chàng đây. Có lẽ do ông trời sắp đặt. Chỉ tiếc tấm thân này ô nhục, chẳng dám mong chia sẻ ngọt bùi. Rồi sẽ qua đi bao cay đắng ngậm ngùi, khi hiểu được lòng nhau thì có sau, có trước. Nếu ngày mai có phần có duyên, xin trời Phật cho được ngày tái ngộ. Giờ đây nàng chẳng còn nơi nương tựa, hay là tôi đưa nàng tới chỗ một người quen để tạm tránh qua cơn hiểm họa. Chim thoát nạn thấy gành cong là sợ, nhưng gặp người hiền trước là người em tin ơi đáng tin thời người niềm tin mà thương ơi. Cuối cùng cũng toán được, bắt Tạ Vương phải hậu thưởng cho ta. Văn Lương! Bạch Liên! Đứng lại! Bình! Đây! Bình! Dừng lại! Nguyên Quân! Bạch Liên! À, thằng này can chí đến mày, tránh xa ra không ông cho một gậy. Các người không được làm vậy, bức hại người con gái xa cơ. Nó là ký nữ ở lầu Vạn Hoa, bà chủ đã bán lại cho tướng quân Lê Bội. Con này, tí nữa làm chúng ông mắc tội, không biết ăn nói với tướng quân cùng bà chủ làm sao. Đã vào chốn lầu xanh thì không giữ thói cứng đầu cứng cổ được đâu. Phen này đừng có trách chúng ông là ác. Ê! Đừng! Đừng! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Trời ơi!
Quân, Nguyễn Quân. Thế thì dừng. Nguyễn Quân, Nguyễn Quân. Nguyễn Quân này. Bạch Liên. Bỗng dưng nhận nhau là gá nghĩa vợ chồng, lời nói suông dễ mà tin được chắc. Văn tự hôn thú đâu, đưa cho bà xem tận mắt. Không có ấy, thì khôn hồn bước khỏi nơi đây. Gặp gỡ nên duyên kết nghĩa trúc mai, bởi chưa cưới nên chưa có giấy tờ hôn thú. Rõ là đồ ăn không nói có. Bay dạ. Đuổi cổ nó ra ngoài. Dạ. Nguyễn Quân. Bạch Liên. Nguyễn Quân. Bạch Liên. Nguyễn Quân. Bạch Liên. Nguyễn Quân. Quan. Anh kia, ta nói anh hay, Bạch Liên đã được bán cho ta làm kỹ nữ. Nếu đôi bên đã có tình có nghĩa thì muốn thiết tha cho được thiết tha. Nhưng anh phải bỏ bạc tiền mà chuộc ả ra. Cứ biện đủ 150 lượng vàng thì đâu có đó. Tôi lấy đâu ra nhiều vàng như vậy? Vậy thì đừng tính chuyện mai đây nên nghĩa vợ chồng. Đây,
Cả gia tài tôi chỉ có 30 lạng vàng. Xin các người thề tất cho. Bà chủ ơi, bà chủ ơi. Không được. Ta bỏ tiền to, cốt để lãi to. 30 lượng thấm tháp gì kia chứ. Tướng quân Lê Bội, tướng quân Lê Bội đã hứa trả ta 1000 vàng chuộc nó. Bà chủ ơi, 30 lượng cũng là món nợ. Xin bà chủ chớ có bỏ qua. Với tướng quân chúng tôi hứa sẽ chẳng nói ra. Chỉ mong bà chủ cho chúng tôi xin. Bí lọc. Thôi được, ta nhận vàng cho hai người được phép hàn huyên. Nhưng chỉ nội đêm nay cho đến khi trời sáng. Chỉ nội đêm nay cho đến khi trời sáng. Tôi dốc cả gia tài mới được 30 lạng, vậy mà các người chỉ cho có mấy canh giờ. Giá hời hơn khách sộp còn gì. Chỉ có vậy thôi. Không thích thì về chẳng cần nói nữa. Bay. Dạ. Dắt con Bạch Liên vào nhà trong. Khóa cửa cài then cho kỹ. Dạ. Dừng lại. Vàng đây. Biết điều thế thì tốt quá. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quân tử nói xuông ấy là quân tử dài. Hai người cứ việc hàn huyên thoải mái. Cho mỗi đồng tiền đã được bỏ ra. Bà chủ ơi, nàng ra nông nỗi. Nguyễn Quân này không đáng mặt nam nhi. Mấy vết xước nhẹ thôi, nào có hề chi. Xin chàng chớ bận lòng làm vậy. Thiếp đã khiến chàng phải hạ mình trước quân vô lại. Lo thân không xong, còn lụy cả đến chàng. Mà chàng lấy đâu ra ngần ấy bạc vàng? Ta bán dầu bấy lâu tích góp, nay đổi lấy mấy canh giờ gần gũi ngại chi đâu. Dẫu lúc này chưa cứu được nhau thì bàn cách để tìm phương giải thoát. Ơn chàng đã có lòng bái thần phận thiếp, nhưng xin chớ vô phiền vì một cánh hoa rơi. Chí Tăng Bồng đừng xếp lại chàng ơi. Hoa đã rụng, chắp liền cành sao được. Ta chẳng chịu để cho nàng phận bạc, dẫu phải nhất thời nhẫn nhục đắng tay. Muốn cứu nàng ta chẳng thể hôm nay, thì ta quyết lập thân để mưu cầu khi khác. Nàng ơi, ta sẽ đầu quân góp công cứu nước, để tiếng kêu thấu đến triều đình. Rồi sẽ có khi chắp cánh nền cành, xin nàng hãy nén lòng chờ đợi. Chàng ơi, chiếc xuyên vàng mẫu thân để lại, thiếp lâu nay vẫn giữ bên mình. Thiếp chẳng có việc chi cần đến bạc vàng. Chàng hãy bán đi, lấy tiền độ nhật. Bạch Liên, trăng lên cao.
Thượng Tâm Nhàn Tiểu Hưng uống cùng nhau đôi chén rượu nồng. Lòng đã hẹn lòng, quyết không để nữa làng giang dở. Xin Nguyệt Lão thương tình xe chề đò, cho tiếp với chàng gặp gỡ nên duyên. Đôi lứa ta như bến đã có thuyền, qua sông ba ắt có ngày yên à. Nâng chén rượu uống tình chi kỳ, cho vơi đi, cho vơi đi sầu hận trong lòng. Giọt chén đi rượu y ơi kết đi dây tơ hồng ngọt y ngào chứ tay ai đã ơi. Ơi giót chén này mời nhau nặng nghĩa ơi trầu cô ý tình nghĩa được thắm mi ơi. Nàng thêm ấm lòng ta, đường kim khéo, cánh tay ngà, theo bao âu yếm mặn mà.
Cố cho chúng tôi một lát. Không được, không được, không được. Đã thỏa thuận với nhau rồi. Trời vừa sáng ấy, là các người phải chia đôi ngả. Chia đôi ngả. Còn sót chút bạc vụn, hai bác nhận cho, gọi có chút quà. Biết điều đó thì tốt, tốt quá. Cho hai người thêm một khắc. Nhanh lên, nhanh lên. Nàng khó hẹn được ngày nào gặp lại. Ta mong nàng cẩn trọng giữ mình. Chàng hãy gắng tâm vào việc học hành. Muốn cứu nàng, ta chỉ còn một cách. Chẳng những lầu thông binh pháp, mà còn phải biết dùng vào việc quân cơ. Nếu được quan tướng quốc tin cậy dùng ta, thì việc cứu nàng ra chẳng khó. Vâng, cũng chỉ còn cách đó. Thiếp sẽ thoát khỏi nơi đây nhờ công lao tài đức của tình quân. Nàng ơi, từ nay xa cách nghìn trùng, mong ngày đôi lưỡi trùng phùng.
anh chân bước nặng thanh hai vai chỉ trai giúp nước tỏ mặt anh tài thù nhà nợ mong đền đáp để sớm có ngày sum họp chúc mai trong đó có ai cho tôi hỏi thăm một chút. Có đây, có đây, có đây. Có những hai người có đây. Chào hai bác lính. Không dám. Anh chào hỏi nó hay chào hỏi tôi thì dứt khoát ra nhá. Kéo bọn này để đánh nhau vỡ mặt để tranh phần hơn. Mày nhỉ? Mày. Hai bác, hai bác có phải là người đã bắt Bạch Liên hôm trước? Dù bịt mặt chỉ lộ hai con mắt, nhưng chắc chắn ấy là anh đã lầm. Lầm to. Chúng tôi đây ngoài mặt là lính tráng triều đình, nhưng bên trong là tai mắt của tướng quân Lê Bộ. Ở trong nhà gọi chúng tôi là phụ. Là phụ. Nhưng ra đến ngoài gọi chúng tôi là tùy. Là tòng vầy. Ra vậy. Ây ơ, tục ngữ có câu tha làm chủ với nhà nghèo. Phải. Còn nữa là làm chó cho nhà giàu. Nhưng bọn này làm tôi tớ cho các quan. Ừ. Còn sướng bằng vạn lần làm vua túp lều rách nát. Mày nhỉ? Vậy. Hai bác cho tôi hỏi thăm, đây có phải dinh quan đô đốc? À, phải. Phải. Quan lớn ta là đô đốc tả quân. Ừ. Dưới quyền sai khiến có cả vạn hùng binh. Nhưng mà nhanh hỏi thăm làm gì đấy hả? Hỏi làm gì thế hả? Nước nhà gặp cơn binh lửa, tôi đến để đầu quân chống giặc xâm lăng xuống. Xin hai bác vào thư giúp với quan trên, cho phép tôi được vào ý kiến. Quan đô đốc quyền to chức lớn, quan tâm bận bịu việc binh chả có lúc ngơi tay. Hơi đâu mà tiếp hạ thư sinh mặt trắng. Nghĩa nước thù nhà một niềm canh canh, những bóng đem tài hèn ra giúp việc binh. Nếu không được vào ý kiến quan trên, chẳng lẽ nguyễn quân này đành chịu bó tay ngồi nhìn quan quân cử giặc? Khổ lắm, khổ lắm. Nhà anh ấy cũng phải biết ý một tí. Biết ý một tí. Xưa nay đấy có ai đi tay không mà lại lọt cửa quan? Tay không mà lại lọt cửa quan, việc to tát thế mà anh chỉ nói xuông thì bọn này giúp làm sao được? Trăm gánh dầu mới được hơn 10 lạng bạc, nhưng việc đến nước này biết tính sao đây? Đành tốn dốc túi lót tay, còn hơn quay về không biết khi nào gặp gì. Đây là lạng bạc hai bác nhận cho, gọi có chút quà. Biết điều thế thì tốt. Có một lạng thôi à? Thế được rồi, thương tình thì bọn này cũng giúp cho. Chú đã ở đây để ta vào bẩm với quan trên nghe chưa? Trông sức vóc nhà anh gầy gò ốm yếu, chắc năm nay đói ăn thiếu mặc lắm nhỉ? Tôi phải gắng công đèn sách sớm hôm nên sức vóc có phần hao sút, và lại học trò nghèo, áo một manh, cơm lưng bát, vậy thì làm sao mà chắc thịt đỏ ra? Má phính, bụng to. Này! Này! Nhà anh đừng có mà xỏ lá ba que nhé! Kẻ nào?
nào muốn vào gặp ta? Dạ, tiểu xin xin kính chào quan đô đốc Tả Quân. Người gặp ta có việc gì? Dạ, tôi đến để xin đầu quân dẹp giặc. Sức vóc nhà ngươi thế kia thì đánh đấm làm sao mà cũng đòi đầu quân dẹp giặc. Sức vóc thế kia mà cũng đòi đầu quân dẹp giặc. Tuy trói gà không chặt, nhưng bụng thì chưa chặt binh thư. Người giỏi cơ mưu có thể khuất sau tấm màn che mà quyết việc thắng thua ngoài chiến trường nghìn dặm. Ta đâu có ngu si đến nỗi mà phải nhờ đến thằng học trò khố rách nhà ngươi mách kế bảy mưu. Dạ, tiểu sinh đâu dám. Nhưng sách có câu, chịu nghe người thì sáng, chỉ biết mình thì tối. À, thằng này hôn! Khôn quá! Mày định định dậy khôn quá! À. Tôi đâu dám. Tôi chỉ muốn quan nhà các anh bỏ chỗ tối, lấy chỗ sáng mà thôi. Lão! Đuổi cổ nó đi mau! Lôi thôi đánh đòn tút xác! Dẹo! Quan nhà các anh chỉ biết nhìn người theo mũ áo, thì ta đây cũng chẳng tốn công vô ích làm chi. Ôi, xéo lại. Vâng, lần sau còn thò mặt đến đây thì què cả què cẳng. Xéo rồi quan ạ. Nó cút rồi quan ạ. Lần sau nó đến thì cấm cửa nghe không. Dạ. Dạ bẩm quan, còn cái việc quan dặn con tối hôm qua ấy, bây giờ cái dạ bẩm quan là con đã lo chu toàn rồi quan ạ. Dạ bẩm quan mời quan tạm rời chướng hồ về chốn lầu the mà uống rượu thưởng hoa quan ạ. Dạ bẩm quan, quân Bạch Liên ở lầu Vạn Hoa là giai nhân tuyệt sắc, sắc lại giỏi múa may thạo nghề đàn hát à? Sao? Lại giỏi múa may thạo nghề đàn hát? Dạ vâng, hát hay múa giỏi lắm quan ạ. Dạ. Thực xứng với bạc tiền quan lớn bỏ ra. Thưởng cho chúng mày 50 lạng bạc. Nhớ chú Toàn đâu đấy rồi lại có phần thêm. Dạ. Mau sửa soạn tiệc rượu cho ta, để đêm nay ta ngắm trăng cùng người đẹp. Dạ. Sao chúng bay lại trói người đẹp? Dạ bẩm quan lớn, con tiện tì này quả thực cứng đầu, nhất định không chịu sang hầu rượu quan lớn. Chúng con phải trói chặt chân tay bỏ lên võng mới đưa được nó về đây đấy quan ạ. Mau cởi trói cho nàng. Dạ. Không còn việc gì, cho chúng bay lui. Dạ. Xin mời nàng ngồi. Nàng ngồi xuống đây cho ta ngắm dung nhan kiều diễm. Chà, má hồng môi thắm, mái tóc đen tuyền, đôi mắt bồ câu. Chẳng trách người đời ví nàng như hạt minh châu, vẹn cá 10 phân khó tìm ra tì vết. Sẵn rượu ngon cảnh đẹp, nàng chớ để phí hoài trăng gió đêm nay. Quái, sao nàng chẳng nói chẳng rằng, chắc nàng còn giận bọn gia nhân của ta thất lễ. Quân ngu dốt không biết thế nào là thương hoa tiếc liễu. Để rồi ta trị tội chúng thật nặng cho thỏa ý nàng nghe. Nào, cho ta nắm tay nàng. Ôi, 5 ngón tay như ngà như ngọc. Đứa nào không yêu nàng
thì thằng đó quả là không biết thế nào là đẹp. Còn ta, ta sẽ biến nàng, ta sẽ biến nàng thành bà chúa ở đây. Ấy mới bên nhau thỏa sức, ấy mới vui vầy, ấy mới bên nhau thỏa sức, ấy mới vui vầy. Anh là anh có anh ôm ấp ý, à, ý à, tháng ngày là ngày, tháng ngày chứ lo, ấy mới ví như nàng đã qua đó, ấy mới ví như nàng đã qua. Về nơi cực lạc nghề ý à, tháng ngày là tháng ngày thành thôi. Quái, nàng cấm sao hả? Ta không cấm, nhưng không thừa lời nói về hạng người vô sỉ. Sao? Nàng bảo ta vô sỉ, vậy cái thân nàng danh giá lắm sao? Thân ta dẫu nhục, lòng vẫn thanh cao. Còn như lũ các ngươi thấy vàng hoa mắt, dối vua lửa dân coi thường phép nước, chả mấy chốc thôi ngày quả báo đến gần. Ta đã chót xa vào miệng sói hang hổ, mà các ngươi làm gì tùy ý. Quần hoa ngôn lộng ngữ, nhà ngươi không sợ chết hay sao? Quyết giữ lòng trong sạch thanh cao, dù thân sống coi là đã tác. Lũ các ngươi đại gian đại ác, sẽ có khi hồn phách xa rời. Cậu tía gan to không biết sợ oai trời, ngươi còn nói ta sẽ say các ngươi. Dù phải chết ta cũng không sợ hãi, chỉ có các ngươi lắm tật giật mình. Trong năm bia đá thề mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Bày ra, lôi con tiện tì này ra chết. Ra bẩm quan ạ. Có việc khẩn cấp quan ạ. Dạ bẩm quan, ngoại bang cho người đưa thư tới. Dạ. Việc kíp rồi, hai ngươi phải đi ngay. Nhớ mang theo bức địa đồ ta đã vẽ. Dạ. Đi một mạch không được chậm trễ, việc lộ ra cả lũ sẽ mất đầu. Dạ, dạ. Chúng con đi ngay đi. Quan, hai người đem con kỹ nữ này theo, coi như lễ vật ta dâng các quan bên ấy. Dọc đường đi chỗ có ham vui phải làm bậy mà hỏng hết việc to. Ta thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, ngươi chẳng qua là thứ đồ chơi. Sung sướng không muốn thì thôi, ta sẽ cho ngươi được làm vật cống. Đi. Dạ. Đi. Tài trí như ta đâu chỉ ở chức đô đốc quèn. Ta phải chuộng ngai vàng mới xứng. Quân Bắc Quốc ngoại công, ta làm nội ứng. Giang sơn này ta nắm chắc nay mai. Rồi mai đây cung vàng điện ngọc, có trăm ngàn mỹ nữ phải hầu ta. Ngại chi cái tiếng gian nỉ gian ta, không ta sao mà cực khoái. Không ta sao mà cực khoái, chơi trò tình quái, một sống nghìn mái, tha hồ ân ái, thỏa sức say nồng, á nồng, say nồng trong thú nguyệt hoa.
Chân vào kế giặc thiên binh vạn mã cũng bằng không. Hào kiệt nhiều phen lần đất, anh hùng ít kẻ gặp thời. Quyền binh còn trong tay những kẻ bất tài thì vật nước làm sao hưng thịnh. Lời phải khó lọt tai, ta đành chịu nhìn. Đợi lúc nhà vua đãi sĩ chiêu hiền. Đoàn quân sắp chảy qua, sao không mau tránh đi lối khác? Này, chớ có lớn gan coi thường quân pháp, đầu rục xuống rồi, hối không kịp nữa đâu. Đoàn quân sắp tới rồi, anh hãy tránh cho mau. Anh mà không tránh đi, thì hai chúng tôi cũng mắc tội. Hay là phải dùng đến gươm đao roi gậy, thì nhà anh mới chịu đi chỗ khác. Hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì mà huyên náo trước tiền quân? Dạ bẩm trình quan thái úy, có một gã bán dầu ngồi lì trước lối tiến binh. Dạ nhất định không rời đi lối khác ạ. Anh kia, ta thống lĩnh đại quân tiến lên ải Bắc. Cớ sao lại ngang nhiên cản lối hành binh? Dạ, trình đại nhân, kẻ hèn này vô tình cản bước tiến quân cũng vì mải xem cuốn Tôn Ngô binh pháp, đọc sách xưa mà nghĩ suy việc nước, nên không biết đại binh dẹp giặc chảy qua. Dạ, xin quan thái úy thứ tội. Ngươi nói đọc binh thư ngẫm ra việc nước, vậy nghĩ thế nào? Nhà ngươi hãy nói ta nghe. Dạ, kẻ học trò này mạn phép xin thưa. Dù binh pháp có câu binh quý thần tốc, nhưng nay triều đình tiến quân như long trời nở đất, làm sao giặc không biết trước để bố phòng đón đánh quân ta? Binh pháp lại có câu thực thực hư hư, giả hay thực đều khó bề đoán định. Ta hi ú y cùng nghiêm lệnh y, thời tiến lui nay tùy cơ. Theo uy một ngọn cờ, giặc đang tình nghi hóa người mới y về hồn trận y, rồi đường nghỉ tới y yên thành nghi loạn y. Tiến binh đã vậy, thế còn
Còn bố Trần thì sao? Dạ thưa, tiến lên phía trước, phải ngó lại đằng sau, xem hậu thuẫn là ai, người trung hay kẻ nghịch. Ai có thể tin cậy, ai còn phải hồ nghi. Bởi không lường việc bất trắc xảy ra, thời hỏng một cánh quân là vỡ ngay thế trận. Nói như vậy, chẳng nhẽ dưới trướng của ta còn có kẻ đáng hồ nghi? Dạ, xin đại nhân cho tả hữu lui ra, tiểu sinh xin nói điều cơ mật. Dạ trịnh quan thái úy. Hãy nói thật cho ta biết được, đáng hồ nghi kẻ đó là ai? Dạ trịnh đại nhân, nếu tiểu sinh đoán xét không sai thì người đó là đô đốc tả quân Lê Bội. Đô đốc tả quân Lê Bội? Dạ, đô đốc tả quân Lê Bội coi trọng ngọc vàng, xem khinh kẻ sĩ, ham uống rượu ngon, đắm say mỹ nữ. Người như thế không thể tin dùng, bởi khi biến dễ sinh lòng phản trắc à. Ta cũng đã phòng ngừa từ trước, nên chẳng sai cầm ấn tiên phong. Người như vậy chấn giữa hoàng cung, khi giặc đến có thể làm nổi ứng. Vậy nên xin cử một người võ công thiện chiến cùng tiểu sinh ngầm giám sát ngày đêm. Nhưng hiền sĩ là ai, xin cho biết quý danh. Dạ thưa, tôi họ Nguyễn, tên Quân, quê trấn Sơn Đông cách kinh thành trăm dặm. Vì giặc ngoài bang mà cửa nhà tan nát, nhưng không đủ sức múa gươm cầm kích. Bấy lâu tôi chuyên tâm học binh thư trận pháp, mong có ngày được dự việc quân cơ. Quan thái úy không chê, cho theo đứng dưới cờ. Nguyễn quân này quả là vạn hạnh. Thật đúng người nghĩ sâu học rộng. Việc lớn mai này nhất định sẽ tìm ra. Dạ. Trần Vũ tướng quân. Dạ. Có mặt tướng. Tướng quân hãy cùng với Nguyễn quân ngầm giám sát tả quân đô đốc. Xin tuân lệnh. Có ngon không? Ngon! Uống! 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 Cô em ơi! Cô em chịu khó tí! Trốn rừng sâu heo hút, nhớ cô em chuẩn
chuồn thì chúng anh biết tìm đâu. Ngủ qua đêm mới sáng sớm lại lên đường. Trại Thiên Binh ấy là cũng chẳng còn xa nữa. Không còn xa nữa. Cô em đành đứt bữa vì đồ ăn dự trữ chỉ đủ. Chúng anh trai ngày mai đến trốn đến nơi. Cô em thành thiên tướng phu nhân, tha hồ mà sung sướng. Còn phần này để chúng anh chơi. Thằng này tham ăn như chó. Chết bố mày chưa con. Mày ơi, mày ơi. Mày ơi, mày đi thế nào cho tao là tiếc lắm. Cá rán để miệng mèo mà nuốt nước bọt vậy sao? Tao cũng tiếc. Hay là đêm nay giữa chốn rừng sâu tao với mày hưởng trước rồi mới dâng cho ra kiến về. Bảo rằng ta hôn xưa, ta bất chấp cứ sợi là được. Hãy cùng vì nhau cá cược, ai say trước phải chịu ăn về sau ý. Ai không say mới đúng là cao thủ này à. Mời là chung hưởng cùng nhau. Hai anh thời phải có trước có sau, phân biệt rõ kẻ hơn người kém. Em xin được ở giữa trứng giám rồi sẽ thành phần thưởng của trò chơi. Hay thế. Chơi không anh? Chơi. Cô em chứng kiến cho chúng anh vụ này nhá. Chơi luôn. Chơi luôn. Rất đầy bao. Mẹ thằng nào rất vơi. Thằng nào mà rất vơi là cấm sơi của lạ. Cấm sơi của lạ đấy. Uống à. Uống. Uống. Đến lượt mày. Rót thì rót. Rót luôn. Hai tên giặc định giở trò đồi bại, ta phải liệu bể tính kế thoát thân. Rượu ngon quá mày à. Rót đi. Đến lượt tao à. Rót đi. Rót rượu rồi mày ơi. Vứt mẹ nó đi. Vứt. Nào uống à. Mày đợi tao tí. Giấu tiền đấy. Uống. Rượu ngon quá. Mày cái gì mà quậy. Mày say rồi. Mày mới là cái thằng say. Chính mày mới là thằng đấy. Chính mày mới là cái thằng say. Em chả thấy anh nào tỉnh cả. Cô em không bênh tôi hả? Cô cũng không bênh tôi hả? Rồi lát nữa sẽ biết tay tôi. Rồi lát nữa là sẽ biết tay tôi.
thực ai say cũng dễ, ai bị đấm mà không đổ ngã thì đúng là người đấy không say. Phải rồi, chơi không chơi luôn. Nói hay quá, chơi luôn. Ông cho mày lăn quay. Ông cũng cho mày đổ. Không chặt, nhưng chói hai thằng phản nghịch này không thể lỏng tay. Quỳ xuống. Ôi trời ơi, chết rồi. Nguyễn Quân. Nguyễn Quân. Bạch Liên. Nguyễn Quân. Bạch Liên. Nguyễn Quân. Thiếp nó bỏ bụi cây, thấy có hai người chặn bước thằng phụ biết là người tốt nên quay lại. Không phải chuyện tình cờ, nhận được tin báo nên chúng tôi gấp đuổi theo hai tên phản nghịch. Cứu được Bạch Liên khỏi xa vào tay giặc, chúng tôi xin cảm tạ tướng quân. Cứ như là kỳ ngộ lương duyên, trong hoàn nạn hai người gặp lại. Kìa, quan thái úy đã tới. Trần Vũ tướng quân. Dạ, trình quan thái úy nhận được tin mật báo mà tướng cùng với Nguyễn Quân đã kịp thời đuổi tới, bắt được hai tên tay sai đắc lực của đô đốc Tạ Quân ạ. Dạ, trình đại nhân, chúng đem theo Bạch Liên cùng với mật thư dâng cho tướng rằng tuyến phòng ngự của ta nếu không giữ được, giặc sẽ tiến xuống kinh thành có nội ứng từ trong à? Dạ, trình đại nhân. Đây là bức địa đồ đường nẻo núi sông, dừng cho giặc để dễ bề tiến đánh. Hai tên kia. Dạ. Có đúng là như vậy không? Dạ, bẩm trình đại quan, đúng là như vậy à. Phải vâng lệnh đô đốc Tả Quân Lê Bồi, chúng con đành cam phần tay chân. Biết rằng là hại dân, biết rằng mưu phản nước, nhưng không dẫn thần thời kiếm lệnh quyết không hề ta ê. Ôi, các ngươi muốn vinh thân phỉ ra nên mới cam lòng giúp quân phản nghịch. Trần Vũ tướng quân, dạ, cho ăn uống những đêm ngày trói chặt, nhốt trong xe củi đợi sự cùng Lê Bội. Khi đại quân toàn thắng về kinh, xin tuân lệnh. Lính, dạ, giải chúng đi. Dạ. Dạ, trình quan thái úy, nàng Bạch Liên đây chính là người đã đính ước với Nguyễn Quân. Nàng đã bị kẻ ác bắt vào lầu xanh, rồi sang tay đô đốc Tạ Quân Lê Bồi à? Dạ, trình đại nhân, tiểu sinh tài hèn đức bạc, đã không cứu được Bạch Liên để cho nàng xa trốn hiểm nguy à? Dạ, sự tình còn bao chuyện éo le, xin cứ để sau này giải tỏa.
nàng không chịu sống trong tuổi hồ, đã dùng mưu để thoát tay tên phụ lại lấy được túi đựng địa đồ Trình Thái Úy để làm vật chứng. Bạch Liên, dạ, nàng đã biết tùy cơ ứng biến, vừa tự cứu mình vừa lập được công. Hôm nay đây thoát cuối sổ lòng, ơn trời Phật đã là qua kiếp nạn. Dạ, Trình đại nhân, hai kẻ đưa thư hàng giặc đã bắt được rồi, thiện nghĩ đại nhân nên tương kế tiểu kế ạ. Tương kế tiểu kế? Dạ. Hay, hay lắm. Bạch Liên, dạ, vậy ta phiền nàng hãy dấn thân một chuyến. Dạ. Nàng Bạch Liên đã thoát vai kỹ nữ, sẽ trở thành kỳ nữ của đời nay. Nào, hãy dâng chén rượu nồng, tiến chân những người trượng nghĩa. Trình nguyên soái, có tin tốt rồi sao? Thưa vâng ạ, người của Lê Bội đã tới. Cho vào. Vâng. Dạ. Xin kính, kính chào đại nguyên soái tổng binh thượng quốc. Không cần đa lễ. Dạ. Các ngươi nghe tao hỏi đây, các ngươi là ai? Sao Lê Bội lại tiến giao cho làm việc hè trọng? Dạ, Trình quan tổng binh, hai kẻ linh hầu chẳng tinh thông võ nghệ, nhưng hết giả trung thành với Lê Bội tướng quân, lại là người mạn ngược, quen tắt nẻo xuyên sơn, nên được chọn giao đem phúc thư, tấm địa đồ và dẫn theo mỹ nữ. Trông người dáng vẻ thư sinh, hắn là có chữ, vậy hãy nghe ta hỏi về sách thánh hiền. Dạ, bẩm Trình nguyên soái, tiểu nhân là kẻ nghèo hèn, học hành chẳng đến nơi đến chốn, làm lụng thì chăm, nhưng học hành lại điếng, nên Tam Tự Kinh, dạ, còn chữ nhớ chữ quen ạ. Ta cũng cứ thử hỏi xem, người nói đúng, thời ta mới nhận phúc thư cùng mỹ nữ. Dạ. Nghe đây, người xưa nói, sinh sự ý dĩ lễ, câu này có nghĩa là làm sao? Sinh sự chi dĩ lễ? Dạ, có nghĩa là làm cho dối việc ra bởi không có lễ ạ. Sai rồi, sai rồi. Dạ. Sinh sự chi dĩ lễ có nghĩa là người quân tử làm việc gì cũng phải giữ lễ nghĩa. Dạ. Ta hỏi thêm câu nữa, thánh nhân dạy tiên thiên hạ thì ưu nhi ưu, nghĩa là làm sao? Dạ, có nghĩa là với thiên hạ phải luôn luôn tranh trước lấy phần hơn ạ. À. Sai rồi, lại sai rồi. Tiên thiên hạ thì ưu nhi ưu, có nghĩa là người quân tử phải lo trước nỗi lo của thiên hạ. Dạ. À, sao còn tên này, tên này trông có vẻ võ biền hơn, vậy ngươi có dám cùng ta thử tài sao đâu?
Dạ bẩm trình nguyên soái, tiểu nhân vốn con nhà đồ tể, chỉ thạo nghề mổ lợn giết trâu, đâu có tài cung nỏ gươm đao. Dạ nguyên soái muốn giết tiểu nhân thì xin tha mạng à. Thôi được, ta tạm tin các ngươi thành thực. Người đâu? Dạ. Bước đi đâu? Dạ. Nét chữ này. Dạ bẩm, nét chữ này đúng là của tướng quân Lê Bội ạ. Đồ bản vẽ rõ ràng. Đồ bản vẽ rõ ràng đường nẻo tiên binh. Được. Dạ bẩm. Dạ, trong thư hắn hẹn khi đại quân ta tiến xuống Đế Kinh, hắn sẽ nổi loạn từ trong làm nổi ứng à. Tốt lắm. Dạ bẩm trình nguyên soái, Lê tướng quân biết ngài hành quân mỏi mệt nên mạo muội dâng lên ngài vẻ ngọc của phương Nam. Dạ, tên nàng là Bạch Liên. Được. Chà. Nàng nghe ta hỏi đây, nàng là phận gái, nhan sắc hơn người dáng vẻ tinh anh. Sao nàng lại can tâm làm vật cống cho quan tổng binh? Nàng bị ép hay là tự nguyện? Dạ, có nhan sắc càng mong ước vòng, phải tựa mạn thuyền rồng cho xứng với vẻ hồng nhan. Không được tuyển vào hầu hạ đế vương thì cũng phải ở ngôi bà lớn. Nhưng ta từ lĩnh nam tiến xuống, người lĩnh nam quay là giặc không sai. Vậy sao nàng lại nhẹ dạ nghe ai, lại chọn kẻ thù để gối chân hầu hạ? Người xưa có câu, được làm vua, thua làm giặc. Ngài đã sớm nhận về mình tiếng xấu vậy sao? Mai đây đại thắng, ngài ở ngôi cao, đích thân làm lĩnh nam vương có phải? Được hầu hạ người lúc vào cơn binh lửa, mới xứng làm hậu phi khi đại điệp đã thành. Dạ, nghe danh đại nguyên soái, nàng tha thiết chân tình, nên hai kẻ đồng hành không buộc phải là người áp giải. Lê tướng quân đã dụng công dò hỏi mới tìm được người đẹp thuần tình. Dạ, vì việc lớn ra đi. Dạ, xin mở lượng hài hà của bậc đại trượng phu cho tiện thiếp được hầu bên trướng gươm. Chà, khá lắm, đẹp lắm, thật đáng mật là tỷ thiếp của ta. trong thư khoe rằng nàng còn biết sướng ca. Vậy nàng hãy thử hát một khúc điệu phương Nam để dâng hầu mỹ tiểu. Dạ, tiện thiếp xin vâng ạ. Dịu dàng cũng nghĩ ca hòa điệu Thank you.
phiền nàng. Lại đây, lại đây. Báo, cái báo, cái báo. Khắp quân doanh lửa bùng lên dữ rồi. Chạy mau, chạy mau, chạy! Chạy, chạy! Rút mau, rút mau, chạy! Chạy, chạy mau, dừng lại! Đại quân ta đã bao vây bốn phía, tổng binh đừng hòng chạy thoát! Chạy mau, chạy mau, chạy! Chạy, 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 chạy! Hôm nay rượu nhạt thích thế này. Mày ra mang binh khác ra đây. Ra 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 ra. À, cái gì? Ra bổng quan rượu hoàng mai mọi khi quan vẫn uống đấy à? Chỉ vài giờ nữa thôi. Chỉ vài giờ nữa thôi là ta khởi hành đại sự. Cho nên ta lo lắng không yên. Chuyến này trời cho mọi việc ấm êm. Chắc chắn ta sẽ lên ngôi hoàng đế. Dạ bẩm quan, ngài mà lên ngôi thiên tử thì lũ tôi tới chúng con cũng được mở mặt mở mày. Quan ơi, ngài quả là đại nhân, đại đức, đại tài. Dạ theo hầu quan là chúng con muôn phần vinh hại nhà. Chỉ được cái dẻo mồm khéo nịnh, hễ có công có việc thì chẳng được tích sự gì. Cứ uống cho say, cứ ngủ cho no, hễ hở ra tí tiền là xin xin xỏ xỏ. Dạ bẩm quan, tiền là tiền của bản dân thiên hạ, lọt túi quan thì xuống túi chúng con, miếng ngon thì chủ tớ hưởng chung, quan mà sơi cái thì chúng con cũng phải được húp tí nước chi chứ lì. Chuyến này ta cướp được ngôi vua trị vì xã tắc thì thầy cho ta sao thầy cho ta không thiếu gì vàng ngọc với mỹ nhân. Dạ bẩm quan lớn mưu đoạt ngai vàng ngôi vị đế vương quả là việc tày trời. Úi dồi ôi, quan ơi quan đi là chỉ sợ nguy biến đi là thì ôi trời ơi, quan ơi là quan ơi. Cái gì? Đại trưởng phu phải có gan làm việc lớn. Ta dựa vào ngoại bang hùng mạnh, việc lớn ắt thành công. Sợ cái cóc khô gì, con ơi lỡ thời cơ thì hoài. Sợ cái cóc khô gì. Đã muốn lên ngôi cao thiên tử này à, phải có gan làm liều, ngày mai lọc tía mọc nhiều, ắt ngày mai văn võ đầu uy triều. Dạ đúng là như thế à. Chào ông tướng. Kìa vương bà,
mới vào mà đã đánh tiếng. Không sợ oai ông tướng này sao? Oai ở đâu đâu, chứ đến Lầu Vạn Hoa thì oai thành oải hết. Hôm nay tôi đến đây để nói với ông lần chót. Ông không đền người, ông không đền người thì tôi tố giác tới tận triều đình. Chứ chẳng chịu mất không đâu. Coi như ta nợ bà rồi sẽ trả sau. Việc lớn mà thành, ta sẽ cho bà cai quản tất cả các lầu xanh trong nước. Các ông có quyền có chức, nói lời rồi lại nuốt lời ngay. Không, việc hôm nay phải dứt khoát hôm nay. Ông có đền 500 lạng cho con Bạch Liên không thì bảo. Ta không thiếu tiền của, nhưng ta cướp không của bà đấy. Bà làm gì được ta? Có tố giác tới triều đình kêu đến nhà vua thì cũng không ai tin con đĩ già bằng tin ông tướng. Gớm ghê thật, gớm ghê thật. Ăn quỵt chơi lương còn cướp gái ngang nhiên, thề có hoàng thiên đi đĩ già này. Nói cho mà biết nhá, mày bóp trên thì bà bóp dưới không tha. Có đứa đã đè ngứa bà rồi mà còn chết vật ra. Nào, có thích thì vào đây, bà chấp hết. Cấp báo, bẩm quan cấp báo à. Có việc gì? Bẩm quan, quân triều đình đã gặp tới à. Trời ơi, cái lời mưu cơ của ta đã bại lộ hết rồi. Thầy trò ta không còn đất chôn thây. Thôi quan ơi là quan ơi. Mau tìm đường tìm nẻo chuồn mau, kẻo quân quan triều đình tóm được thì khốn. Dạ. Ê ôi, ngươi chạy đâu cho thoát? Ta được lệnh thái úy về trước vây bắt ngươi đây. Bán chúa cầu vinh, tội ngươi đáng phanh thây. Hãy khôn hồn mau chịu trói. Nhà ngươi đừng phách lối. Không biết rồi, ai sẽ trói ai? Lại! Ôi, lại! Thuộc hạ của ngươi không kẻ nào lọt được ra ngoài. Cũng đừng uổng công chở quân cứu viện. Nếu không có lệnh trên đem ngươi ra xét xử thì lưỡi gươm này ta đã lấy đầu ngươi. Dạ, trình quan thái úy, Lê Bội đã bó tay chịu trói à? Hay lắm. Nhờ Nguyễn tướng quân mưu cao kế giỏi, ta đã đánh cho giặc vỡ mật kinh hồn. Phải dâng thư cắt đất cầu an, kể từ nay không dám vào quấy nhiễu. Dạ, bọn phản tặc rồi cũng sẽ bị kết liễu. Xin thái úy tâu lên với thiên tử về công lớn của Nguyễn quân cùng Bạch Liên. Nam hào kiệt, nữ tinh anh, quả là trên đời hiếm có. Những người áo vải đầu trần nơi thôn giã, không thiếu bậc anh tài vì nước quên thân. Truyền thiết án ngay tại trung quân để ta luận công định tội. À!
bồi. Dạ. Thân là tá quân đô đốc, bấy nhiêu năm hưởng lộc triều đình, mà đang tâm bán nước cầu vinh, chiếu hình luật khép vào tội chết. Dạ bẩm trình thái úy, xin ngài nghĩ đến công lao của kẻ tiểu nhân này mà tha cho tội chết. Dạ xin người tha. Ôi còn vương bà. Dạ trình quan thái úy, kẻ bọn này từng buôn hương bán phấn đã vô tình mắc tội với ông Nguyễn cùng bà Bạch Liên. Dạ xin cắn cỏ ngậm vành, cúi xin ông bà và tướng quân tha tội. Bởi vì lòng nghi tha đã làm nên được khi ác, bấy nghĩ lâu thời đen đi bạc, kể từ nay xin tránh xa bạc tiền đi. Ôi bà hãy đứng lên, kẻ tội lớn là tên Lê Bội, còn bà đã biết ăn năn hối lỗi, ta cũng bỏ qua. Dạ. Dạ. Trình đại nhân, xin đại nhân cho dỡ bỏ ngay lầu vạn hoa, cấm hành nghề buôn hương bán phấn ạ. Bà nghe rõ đấy chứ? Dạ con nghe rõ rồi ạ. Lính. Dạ. Giải tất cả chúng đi. Dạ. Đi. Nguyễn tướng quân. Dạ. Nguyễn tướng quân anh hùng đảm lược, mới đầu quân mà đã lập công to, ta tạm giao giữ chức tham tán quân cơ, rồi nhà vua sẽ đích thân phong thưởng. Bạch Liên. Dạ. Nàng đã quên mình vì nghĩa lớn, tấm gương này sử sách khắc ghi, thêm rạng rỡ nữ nhi ái quốc. Trần Vũ tướng quân. Dạ. Tướng quân đã dẹp yên quân phản tặc bán nước, ta sẽ tâu lên với nhà vua thăng chức đại tướng quân. Các tướng sĩ đều được đình công ban thưởng. Nguyễn tướng quân cùng với Bạch Liên đã bao năm xe duyên chỉ đỏ, trải mấy gian nguy, thêm mặn nồng hương lửa, mà vẫn chưa có một mái ấm nương thân. Nay sẵn dinh đô đốc tả quân, xin mời Nguyễn tướng quân và Bạch Liên dùng tạm. Dạ. Trình đại nhân, tướng sĩ thầy đều xung xa tên đàn, phần thưởng kia tôi đâu dám nhận một mình. Người có công phải được thưởng công, đó là lẽ thường, không có gì trái đạo. Nếu việc khen thưởng không được chu đáo, ắt ba quân tướng sĩ nản lòng. Nào, hãy mở tiệc mừng quân ta đại thắng.